Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì lại là mình đây. Hôm nay đó là ngày mùng 5 tháng 7 thì mình lại vào làm cái video hướng dẫn cho anh em mở cái khóa mật mã hàng ngày để kiếm về tài khoản của mình là 1 triệu xu nhá. Ok, thì ở trên màn hình là nó có 3 cái thanh nhiệm vụ trong này mà 24 con bác giao cho mỗi một tài khoản. Đấy, thì mình cũng đã hoàn thành được 2 cái nhiệm vụ, đó là danh sách nhiệm vụ và thẻ kết hợp hàng ngày. Thì còn cái mật mã hàng ngày nữa, bây giờ mình sẽ vào tiến hành đi phá khóa và mở cái mật mã của ngày hôm nay nhá. Thì ok, chúng ta bấm vào mật mã hàng ngày. Bấm vào đây này. Ok, khi bấm vào mật mã hàng ngày thì nó hiện ra một cái thanh là mật mã hàng ngày, và đây nó sẽ là 1 triệu xu bên này nhá. Đấy, thì cũng như mọi ngày thôi, thì cái từ khóa mật mã của ngày hôm nay nó là từ shake. Thì cái từ shake này hôm nay nó bao gồm tất cả là 5 ký tự. Ký tự đầu tiên đó là chữ S, ký tự thứ hai đó là chữ T, ký tự thứ ba đó là chữ A, ký tự thứ tư đó là chữ K, và ký tự thứ năm nó là chữ E. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi mở khóa từng ký tự một nhé. Ok, thì cái ký tự đầu tiên là ký tự chữ S gì, các bạn cho mình là 3 chấm nhé, 1 chấm này, 2 chấm này, 3 chấm này. Ok, ký tự đầu tiên chữ S đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ hai, đó là chữ T, thì các bạn cho mình là 1 giữ nhé, 1 giữ này. Ok, ký tự thứ hai đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ ba, đó là chữ A, thì anh em cho mình là 1 chấm và 1 giữ nhé, 1 chấm này, 1 giữ này. Ok, ký tự thứ ba đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ tư, đó là chữ K, thì anh em cho mình là 1 giữ, 1 chấm và 1 giữ nhá. 1 giữ này, 1 chấm này, 1 giữ này. Ok, ký tự thứ tư chữ K đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự cuối cùng, đó là chữ E, thì anh em cho mình là 1 chấm nhá. 1 chấm này. Ok, như thế là vừa xong mình đã đi phá khóa xong. Thì là cái từ khóa mật mã của ngày hôm nay đó là từ set, nó bao gồm tất cả 5 ký tự. Đấy, thì 5 ký tự này thì là các bạn mở khóa là rất là đơn giản, đúng không ạ? Ok, mật mã hàng ngày, mã bị bẻ khóa, bạn là một thám tử thực sự. Đấy, nhận giải thưởng, chúng ta bấm vào nhận giải thưởng nhá. Nhận giải thưởng, làm tốt lắm SEO, mục tiêu hôm nay đã đạt được, hãy tiếp tục và những thành tựu vĩ đại đang chờ đợi bạn, bạn có thể đạt được nhiều hơn nữa. Đấy, bấm vào đây này. Ok, thì khi chúng ta mở khóa xong thì ở bên cái chỗ 1 triệu xu này nó đã có cái tích xanh, và ở trên đây là nó có 3 cái thanh nhiệm vụ trong này thì nó đều có tích xanh ở đây rồi. Đấy, thì vừa xong là mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn mở cái khóa mật mã trong ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ tạm dừng video tại đây. Nếu thấy video này của mình nó hay và nó giúp ích được cho các bạn thì các bạn cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và mình cũng để cái đường link giới thiệu ở dưới phần mô tả của video này. Nếu các bạn nào mà muốn tham gia cái 24 con bác này thì bấm ngay vào cái đường link giới thiệu ở dưới phần mô tả của video nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn mở khóa thành công và có một ngày thật nhiều niềm vui nhé.